Rồi, ok, xin chào các bác. Thì những cái clip mà tháo máy ấy, em đã làm rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có clip nào mà lắp ráp lại những cái máy em đã tháo đấy. Thì có một số bác bảo là hình như là không biết cách để mà lắp ráp lại ấy. Thì cho nên hôm nay em sẽ thực hiện một cái clip mà lắp ráp tất cả những cái linh kiện mà em đã tháo ra nhé. Thực sự là nó cũng rất là dễ thôi. Thì khi mà các bác tháo hết ra rồi ấy, thì cái main nó còn như này thôi. Đây là con V50 nhé, một con mà phải nói là rất là phổ biến của nhà LG. Đây, em sẽ lắp ráp lại con V50 xem nó thế nào nhé. Ok, các bác xem clip này thì trước tiên các bác phải hết sức kiên nhẫn nhé, tại vì cái clip chắc chắn nó sẽ rất là dài đấy. Và em chờ một tí, em sẽ lấy nét cho nó vào một điểm ở cái con đấy luôn cho nó đỡ bị mất nét. Rồi, ok rồi đấy. Thì đây các bác, cái con V50 này em đã tháo từ pin này, từ cam trước này, cam trước đúng rồi, cam trước này, xong rồi loa này, jack 3.5 này, đấy, nói chung là tháo hết rồi. Đấy, thì bây giờ em sẽ lắp lại từng từng cái nhé. Trước tiên là em sẽ lắp cáp cái cụm chân sạc ấy. Đây, đây cái cụm chân sạc đây. Đó, thì lắp ráp cũng dễ thôi. Đây, lắp vào đây. À, các bác nhớ nhé, cái cụm chân sạc này khi các bác lắp ráp lại, các bác nhớ để ý cái gioăng nhé. Cái gioăng này này, cái gioăng màu xanh xanh này này, cái gioăng này nó phải còn nhé, không thì nó mất chống nước đấy. Các bác mua hộ nhớ nhé. Đấy, lắp ráp nó dễ thôi. Cái mic nó ở đây. Rồi, bác nhấn xuống cho nó dính với cái băng keo ấy. Đây, cái anten này thì các bác cũng nhớ cho nó vào đúng vị trí và các bác bấm nó lại thôi. Đó, ok. Đấy, khá là chắc chắn rồi. Ok rồi đấy. Rồi, xong rồi đấy. Thì bước tiếp theo mình sẽ lắp ráp cái cụm 3.5. Thì đây là cụm 3.5 này các bác. Cái cụm 3.5 của em đây. Thì lúc cái clip trước em đã đánh mất cái gioăng gioăng chống nước này này. Đây nó có một cái gioăng nhé các bác, cái gioăng màu màu nâu nâu ở đây này, thì em đã tìm được rồi. Em sẽ lắp lại thôi, cũng dễ mà. Đây, cho vào đây. Đó, ấn ấn một tí nó vào. Lắp cái gioăng, lắp cái rắc này lại. Đó. Thì thực ra là cái việc lắp ráp này nó rất là dễ thôi các bác, nó không hề khó khăn gì cả. Nếu đã biết tháo ra rồi thì lắp lại nó rất là dễ thôi. Đó, các bác xoay ốc lại. Ok, đã xong cái rắc 3.5 bài cụm này. Đó, thì bây giờ là đến cái pin. Đây là cục pin nó đây. Đấy, cục pin này thì tại vì sẵn ở đây này, nó còn cái keo này, cái keo nó còn dính rồi các bác, cái keo nó còn dính rồi này, cho nên em không cần phải thay cái keo này. Nếu như mà cái keo này nó không còn dính nữa ấy, thì các bác có thể dán đây bằng cái lớp băng keo hai mặt được nhé, các bác dán thoải mái nhé, không sao đâu. Rồi, lắp vào thôi. Cái pin này thì đơn giản mà. Đó, đã xong cái cục pin rồi, đã xong rồi nhé. Rồi tiếp theo là nó sẽ có một cái đây, các bác sẽ nhìn thấy là cái cụm camera các bác, cụm camera trước này này. Đấy, thì cái cụm camera trước này các bác nào mà lắp ráp lại không không để ý hay bị cái bụi ở trong camera này ấy, các bác, cho nên các bác cần có một cái gọi là cái vệ sinh cái bụi đi đi. Thì nếu như các bác nào có dùng tăm bông cũng được, nhưng mà em thấy tăm bông nhiều khi nó còn bị bụi hơn đấy các bác. Thì các bác cũng lấy một cái ít băng dính băng keo hai mặt đây này. Đó, chờ một tí, em lấy cái băng keo hai mặt này ra. Đấy, thì đây này các bác làm như này này, các bác sẽ có một cái băng keo hai mặt như này đấy, và các bác chấm vào chỗ camera ấy. Đấy, em chấm vào đây cho bác, cấm chấm cả xung quanh nữa nhé các bác. Thì để mà nếu mà có bụi ấy, nó sẽ dính ra hết thôi. Đấy, và cả cái camera này cũng thế.
chấm nó đi. Thế nếu có bụi thì nó cũng ra hết thôi. Chấm hết những cái chỗ nào mà các bác cảm giác là có bụi. Đấy, và các chấm xong thì các bác nhìn lại nhé. Các bác nhìn lại xem là nó còn bụi không nhá. Ở cái kem, ở cái clip này em có thể em không nhìn được rõ, tại vì hiện đang tập trung quay nữa, cho nên là em lắp ráp chỉ kiểu là ví dụ cho các bác xem thôi. Thấy nhưng mà nó gần như thật luôn đấy. Đó, các bác đưa cái camera, cụm camera vào. Đó, rồi, ok. À, thực ra là cái cụm camera này cũng chưa cần lắp trước đâu các bác. Các bác chờ lắp main xong rồi các bác lắp cũng được, không sao cả. Đây. Ok, cái để tạm thời đấy nhá, tại vì nó sẽ vướng cái main mà, cho nên là cứ để đấy đã. Rồi. Tiếp theo ấy là em sẽ lắp cái phần main vào luôn. Đây. Cái main của nó đây. Đó, cái main của nó đây thì các bác lắp cái main vào luôn. Nó không có sao cả. Đấy. Cái main này thì lắp xong rồi các bác vệ sinh cái camera cũng được. Đấy, và các bác cần lắp main vào thôi. Đó. Bác chú ý là những cái xem là có bị vướng những cái gì không nhé. Ví dụ nó vướng những cái rắc này này, các bác phải bẻ nó ra. Đấy. Và ở chỗ dưới này này, chỗ vị trí này này. Ở dưới này nó có một cái rắc gọi là cái rắc để kết nối cái cụm này với cái main. Các bác bấm chặt để cho nó dính vào nhé. Và chú ý đây này, đây có hai cái anten này, các bác phải nhấc nó lên cho nó cao lên. Đấy. Rồi, các bác bấm vào nghe nó tạch phát là được nhé. Đấy. Các bác bấm nghe nó tạch phát là được. Đấy, và các bác gắn lại cái vị trí của hai cái anten này. Thì cái này có một cái màu đen này, một cái màu trắng này, thì đây nó có ghi rõ này, white này và black này, thì đen gắn bên này. Đấy, ok luôn. Đó, các bác lấy móng tay các bác cũng nhấn cũng được. Rồi, đã ok. Các kiểm tra lại tất cả những cái anten xem mà nó đã nằm ngay ngắn chưa. Ok rồi đấy. Ok men. Đó, tiếp theo các bác gắn cái cáp màn hình này vào. Nghe cái tạch ra được mà. Đó, chú ý là phải để nó ngay ngắn rồi hãy bấm nhé, không để trượt bấm nó sẽ bị gãy đấy. Đấy, ok. Đã bấm xong. Đó, bây giờ mới gắn được cái cam trước vào. Đây, cái cam trước đây. Các bác gắn cái cam trước vào. Đó, rồi, gắn cam trước xong rồi. Thì các bác bắt đầu là nhấn lại cái rắc của nó. Đấy, nghe tạch cái được. Rồi. Nhấn xong rồi các bác cứ kiểm tra lại mấy lần xem nó thế nào nhé. Còn cái rắc pin này thì từ từ gắn, cứ bình tĩnh. Xong xuôi các thứ đã. Rồi. Cũng xong rồi thì các bác ví dụ như các bác sợ có bụi ở camera ấy, đây thì các bác cũng dùng cái băng keo hai mặt đấy các bác chấm đấy, đây có cái cụi này. Các bác có thể dùng cái tăm bông mà nhúng cồn hoặc gì đấy nhá mà lau nhé. Cái đây thì thực ra là không có thì em mới dùng cái này thôi. Thực ra là cái keo này có thể là nó không tốt hoặc cái gì đấy thì tùy các bác thôi, em thấy là nó dùng cũng được đó. Và nếu như các bác nào mà có cái đây này, có cái ống cống xịt bụi này này, để các bác xịt đi, em có này, xịt đi, có cái gì xịt hết đấy. Xong rồi đấy, thì bây giờ các bác hoàn toàn có thể gắn lại pin được rồi. Gắn pin các bác cũng cho ngay ngắn, các bác bấm nhé. Đấy, pin đã ok rồi, đã xong pin rồi. Tiếp theo các bác sẽ gắn cái phần cụm loa dưới lại, loa ngoài đây, gọi là loa ngoài đấy, cái cụm loa dưới này nhé. Thì trước khi gắn các bác cũng phải kiểm tra được tất cả những cái vị trí, như kiểu là những cái rắc, những cái chỗ tiếp xúc cái này này, những chỗ tiếp xúc này này đấy. Các bác nhớ là cạo nó đi cho nó trắng đi, à cho nó sáng đi đấy, để cho nó tiếp xúc tốt đi mà. Đấy, những cái tiếp xúc đấy rất là quan trọng đấy. Rồi, các bác cái này để gắn vào dễ thôi. Đây, gắn nó vào đây. Các bác nhớ kiểm tra lại các rắc nhé, các rắc xem là nó ok hết chưa. Gắn vào đây. Nhấn nó xuống thôi. Đấy, nghe tạch phát. Và các bác, đây nó có một cái rắc nữa này. Đấy, các bác phải bấm nó lại nhé. Ok,
Đã bấm xong. Đã bấm xong. Được rồi. Đó, và tiếp theo là các bác gắn cái này lại. Đây là cái sạc không dây và NFC ở trên này cả. Đấy, và trước khi gắn thì các bác cũng nhớ nhé. Đây nó có rất nhiều cái điểm tiếp xúc này này. Đấy, các bác cũng nên vệ sinh nó đi nhé. Vệ sinh nó đi. Bác dùng cồn cũng được. Dùng cồn lấy cái tăm bông lau cũng được. Hoặc RV7 lấy tăm bông lau cũng được. Được hết nhé, miễn sao cho nó sạch. Đó, và các bác gắn lại thôi. Đấy, gắn thì gắn như này. Đó. Rồi, ok, vậy là đã gắn xong. Thì sau khi gắn xong rồi các bác vặn lại tất cả con ốc thôi. Vặn ốc nhé. Vặn lại tất cả con ốc. Một con. Hai con. Em từ từ bạn xem có bị thiếu ốc không. Thường thường các bác hay tháo ra là hay bị dư ốc lắm. Ba con. Bốn con. Năm con. Sáu con. Bảy con. Tám con. Chín con. Các bác xem clip này thì hết sức bình tĩnh nhé. Em sẽ không tua gì đâu. Chẳng muốn tua gì, tại vì muốn làm một cách hết sức chân thật cho các bác xem thôi. Đó. Còn con nữa. Còn con ốc nữa nó ở đâu nhỉ? Còn con ốc nữa nó ở đâu đây? Đó, các bác kiểm tra kỹ xem còn con ốc nào không nhé, ốc dư nào không nhé. Rồi, thì những cái bước mà lắp ráp những cái linh kiện ấy thì nó rất là dễ thôi. Quan trọng là cái bước mà các bác gắn lại cái lắp lưng ấy, thì trước tiên các bác phải vệ sinh được hết tất cả những cái bẩn ở cái khung viền này đi nhé. Tại vì trước đây nó sẽ có những rất nhiều keo ở những cái gần khung viền này này, các bác phải vệ sinh hết đi nhé. Các bác dùng cái dao mỏng các bác cạo đi, cái này thì em đã cạo rồi. Đấy, đây còn một tí nữa thì cạo nốt thôi. Đấy, cạo đi. Và sau khi cạo xong thì các bác vệ sinh nó hãy bằng bàn chải hoặc bằng cái gì cũng được cho nó sạch đi. Đấy, thì đây là phần máy đã xong rồi nhá. Thì đây có một cái phần khá là quan trọng, đó là cái phần lắp lưng đấy. Em bỏ cái máy ra đây. Đây các bác nhìn này, cái phần lắp lưng của em bây giờ nó còn keo tứ lưa như này này. Đấy, thì các bác phải vệ sinh cái lắp lưng đi. Đấy, thì cái lắp lưng nó có sẽ có cái dạng gioăng ấy. Còn nếu như mà máy của bác là các bác là cái lắp lưng dạng zin ấy thì nó sẽ có dạng gioăng như thế này. Do như này và các bác hoàn toàn có thể là bóc nó dễ dàng này này, bóc nó dễ dàng như này này. Đấy, nếu mà các bác doang đây này, nó rất dễ dàng như này, các bác có thể lột kéo nó ra. Đấy. Đấy, các bác thấy không, nếu như mà doang xịn ý, các bác kéo này ra dễ lắm. Em thêm kéo kéo hết ra luôn này này. Đấy, kéo hết ra luôn nhé. Thì các bác đấy là tùy nhé. Đấy là các bác muốn thay cái gioăng mới thì các bác kéo hết ra nhé. Các bác kéo hết ra và các bác vệ sinh sạch nó như chỗ này này. Đấy, nó như sạch như sạch sàng như chỗ này này. Đấy, sau khi sạch như này rồi nhé, sau khi sạch như này rồi nhé, đấy thì các bác nếu mà không có cái gioăng zin này mà các bác dán, các bác không có gioăng zin này thì các bác dán nhé, thì hoàn toàn các bác có thể dùng cái keo B7000. Cái keo B7000 thì em hiện tại em không có ở đây, cái này không không minh họa cho các bác được, nhưng mà nó các bác mua ở Shopee đầy luôn. Thì như em ấy, em không dùng cái keo B7000 mà em sẽ dùng cái đây, các bác chờ một tí, em sẽ dùng cái keo đây này, cái keo silicone ấy, cái keo silicone mà em đã giới thiệu với các bác rất nhiều lần đấy,
A5000 này, A500 này này. Đó, silicon nhé. Thì đây em đã bóp nó ra một tí rồi đây. Đấy thì các bác khi bóp ra rồi thì các bác lấy cái đầu vít ấy, các bác nhấn và các bác bắt đầu chét quanh cái này. Chét những cái chỗ mà các bác đã vệ sinh xong rồi nhé. Đấy, các bác chét một đường kín luôn. Đấy, như nó chét đây này. Cho vào đây gần gần cho các bác xem. Đấy. Đây nhá, các bác chét một đường kín gần gần kín cái này. Đấy, như em đang chét đây. Đó. Các bác chét vừa phải đấy nhá, không cần phải dày quá đâu. Cứ kín là được. Cái này dày quá. Đấy, các bác cứ chét một đường như thế. Làm sao cho nó liền nhé, liền lạc nhé, không để cho nó bị ngắt quá. Nếu như bác còn muốn chống nước, đấy. Ok, đặc biệt là những cái góc này này. Những cái góc này thì các bác nên chét nhiều hơn một chút. Đó, đây là em làm ví dụ như thế thôi nhé. Còn cái máy này, tại vì em sẽ sau này em sẽ không 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 dán nó vào, tại vì em sẽ muốn tháo ra thay này thay kia mà, cho nên không muốn dán nó vào. Còn các bác là muốn dán chắc ăn luôn thì các bác đấy làm như em này này. Các bác chét cái keo silicone nó khắp như này này, đấy nó kín như này luôn. Đó. Nha, các bác sẽ qua chỉ cần dán cái bên này thôi, không cần phải dán ở bên, không cần phải dán bên này nhé, không cần phải dán bên này, chỉ cần dán chỗ này thôi. Đấy, và sau khi các bác chất keo một lượt như này rồi, một lượt vòng quanh cái đáp lưng như này rồi, thì các bác bắt đầu là vệ sinh lại cái camera nhé. Đây, cái camera này này, các bác vệ sinh nó nhé. Các bác có cái xịt này thì các bác xịt được. Đấy, xịt cả cái cụm camera cái ở chỗ này này, đấy, xịt đi nhé. Đấy, nó xịt sạch đi, xem nó còn bụi gì xịt sạch đi nhé. Đấy, và bắt đầu là phải vệ sinh lại cái vân tay này nhé. Vân tay này rất là quan trọng, là các bác không vệ sinh là nó sẽ bị chập chờn đấy. Đó. Đó, và sau khi các bác vệ sinh xong rồi, thấy sạch rồi ấy. Nếu như chưa sạch còn bụi thì các bác lấy băng keo hai mặt các bác dính nhé. Đấy, dính dính cái này. Đấy, xem nó có bụi không, dính đi nhé. Còn sạch rồi nhé, sau khi sạch rồi thì các bác bắt đầu là lắp cái này lại thôi, lắp cái này vào cái máy thôi. Đấy, các bác để nó ngay ngắn, các bác lắp vào thôi. Đó. Và các bác bóp bóp tất cả những cái góc. Bóp tất cả những cái góc cho nó ngon lành nhé. Cho nó ăn khít nhé. Đó, các bác chờ một tí. Cho nó ra ra cho camera ra tí. Đấy, thì đó. Rồi, sau khi các bác dán rồi, các bác sẽ bóp cho nó kín vào, ăn khít vào. Đấy. Và sau khi ăn khít rồi, các bác sẽ lấy cái nịt đi, tại vì keo nó sẽ không không, không dính luôn đâu. Đây này. Các bác lấy cái nịt đi. Các bác quấn nó lại. Cái này thì anh em thợ cũng hay làm mà. Các bác quấn hai ba vòng sao càng chặt càng tốt nhé. Đấy. Các bác quấn hai ba vòng vào, càng chặt càng tốt. Các bác quấn khắp luôn. Các bác quấn khắp luôn cái máy nhé. Đấy. Khắp khắp luôn cái máy luôn. Và quấn càng nhiều càng tốt, cái này thì không giới hạn đâu. Đấy, cái này không giới hạn gì đâu. Đấy. Cái này các bác quấn càng nhiều càng tốt mà. Quấn ngang quấn dọc được hết nhé. Các bác quấn càng nhiều càng tốt. Đấy, em thì em làm ví dụ như thế thôi. Đấy, quấn ngang được, quấn dọc cũng được. Quấn dọc thì có vẻ nó hơi bị cứng. Đây. Không tới được dọc các bạn. Cái nịt nó hơi ngắn. Đấy, ok, các bác cứ làm như thế em đi. Quấn ngang quấn dọc được hết nhé. Đó thì sau khi các bác quấn được như này xong rồi ấy, các bác nhớ quấn thì các bác chừa những cái chỗ vị trí các nút rồi nhé. Các nút thì các bác hơi né ra tí, đừng để cho nó tì vào nút có thể nó bị hỏng nút đấy. Các bác quấn thì nó ví dụ đừng để nó tì nút như này nhé, để nó ở giữa giữa này này. Đấy. Rồi ok, thì sau khi các bác quấn như này, cố định nó như này được khoảng tầm em tùy vào cái keo các bác dùng ấy. Ví dụ cái keo B7000 cái thứ thì các bác nên quấn trong tầm khoảng 2 tiếng các bạn. Em dùng cái B7000 rồi thì B7000 B8000 thế thôi. Các bác phải quấn tầm khoảng 2 tiếng thì các bác mới nên tháo ra. Còn như cái silicone này còn khô lâu hơn các bạn. Nó mất thời gian ấy thì các bác có khi phải quấn cả nửa ngày nhé. Em thì em thường thường em quấn cả em đêm em làm thì em quấn xong rồi em để qua ngày qua qua sáng hôm sau luôn. Đó. Đấy. Ok. Thì
Sáng hôm sau ấy, các bác sẽ, nói chung là để càng lâu càng tốt, các bác cứ để khoảng tầm nửa ngày một ngày cũng được. Đó, ok. Đó thì ví dụ các bác xong rồi thì các bác tháo ra thôi. Như cái máy này của em thì em làm ví dụ thôi. Cho nên là em cũng tháo ra luôn để em sử dụng xem là nó có lên màn hình hay không. Tại vì cái thao tác mà em gỡ pin ra ấy, không biết nó có bị sao không. Đây, sẽ bật nguồn để cho các bác xem. Đó. Đó, ok các bác. Thì nó vẫn lên các bác ạ. Cái con V50 này của em thì nát quá rồi, không nói, không tính nhé. Đó, nó vẫn lên nguồn bình thường. Rồi ok, đây là cách mà các bác tự ở nhà có thể làm được, không cần phải đến quán đâu. Quán không cần thiết. Đó ok, đấy các bác thấy không? Lên bình thường. Rồi ok, chào các bác nhé.